Cho mình hôm nay đi vào bài đầu tiên của khoảng cách. Thế thì mình đã đi 3 bài vuông góc rồi. Giống như lời hứa của chương trước, đó là mọi bài khoảng cách thầy đều chứng minh vuông góc. Mà đó là bài chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng. Thế thì tầm nhìn chung của cái chương khoảng cách của thầy đó là có hai ý. Ý thứ nhất là khoảng cách từ điểm tới mặt. Ý thứ hai đó là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thế thì ngày hôm nay đây là bài rất là quan trọng trong chuyên đề hình không gian. Vì thế, trước khi đi vào bài, thầy tặng các em một bài hát do thầy Trần Quốc Anh do thầy Trần Quốc Anh biểu diễn. Thầy, trước khi đi vào bài, chúng ta hãy nghe thầy đánh một bài hát sau đây. Sau đây mình xin được gửi tới các bạn học sinh bài hát Chiều nay không có mưa bay. Chiều nay không có những
năm tháng, con đường vẫn thế, chỉ anh và mưa đứng đây. Vâng, sau đây xin được mọi người sẽ tiếp tục với bài giảng của thầy Lê Đình Nam. Các em vừa thưởng thức cái giọng hát của thầy Trình Quốc Anh. Thế thì tinh thần đã thoải mái rồi. Thế thì em có thể là đi vào bài giảng ngay, hoặc em tua lại, em nghe lại bài hát. Sau đó chúng ta sẽ đi vào bài giảng sau đây. Hôm nay là cái ngày mà chúng ta học bài, nó rất là quan trọng. Nếu hôm nay em hiểu, thì bài khoảng cách phần sau quy về bài hôm nay chỉ mất có một dòng thôi. Thế nên hôm nay là ngày quan trọng nhất. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào kiến thức nền tảng. Phần 1 mã, kiến thức nền tảng. Thầy chỉ cho em thấy được rằng khoảng cách nó là cái gì đã trước khi đi vào bài. Thầy xin 5 phút để nói lý thuyết chung đối với cái phần khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Thế đây là mình đi vào phần đầu tiên. 15 mã, kiến thức nền tảng. Kiến thức nền tảng. Thế đây là phần đầu tiên. Thế thầy nói đến định nghĩa đi. Định nghĩa khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng thì em hiểu rất là đơn sơ thôi. Đó là ở đây thầy có một mặt phẳng này. Ở đây thầy có một mặt phẳng P. Mặt phẳng. Ở đây thầy có một điểm. Nếu thầy mà là thợ xây thì thầy muốn tính khoảng cách từ điểm thầy đang ngồi trên tầng 2 xuống tầng 1 thì thầy buộc viên gạch vào cái dây thầy gióng xuống thì đo khoảng cách đấy. Thế có người hỏi rằng thế tại sao lại buộc vào cái dây mà lại không buộc vào tại sao lại buộc vào viên gạch mà lại không buộc vào buộc sợi tóc vào đi. Đấy, thế nếu buộc sợi tóc vào thì nó bay đi mất, nó không tạo thành phương vuông góc. Phải buộc vào viên gạch nó có độ nặng thì khi đấy nó mới tạo thành cái phương vuông góc. À, em với thầy, để tính khoảng cách từ P, từ điểm M xuống mặt phẳng P thì rất là đơn giản. Thầy hạ cái đường vuông góc xuống thì đây là điểm H. Lý thuyết có thể rất là nhiều, nhưng thực ra thì khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng P thì nó chính là cái đoạn hạ vuông góc xuống. MH đi. MH. Vậy là để tính khoảng cách thì thầy chỉ cần chỉ cho em cái cách hạ đường vuông góc từ điểm M xuống mặt phẳng P thì là xong rồi. Vậy trong cả cái chương trình này thầy chỉ dạy em một điều duy nhất thôi, không có cái gì mới cả. Đó là làm thế nào để dựng được cái đường này khi vào một cái bài tập lớn. Thế thì trước khi vào một bài tập lớn thì thầy đưa hai bài toán gốc. Đấy, cái bài toán mà chúng ta có thể chỉ ra được rằng cái đường này nó dựng như thế nào. Hai bài thì thực tế nó là một bài thôi, tuy nhiên thầy phân ra hai bài cho chúng ta dễ tưởng tượng. Thì trong đó đây là bài đầu tiên. Thế thì lý thuyết về khoảng cách từ một điểm tới một mặt em nhớ cho thầy mỗi như này thôi. Còn cụ thể nó đi vào bài toán ra làm sao, thầy đi vào bài toán gốc đầu tiên. Thì đó là ý số 2. Đấy, thầy gọi là bài toán gốc. Bài toán gốc. Thế bài toán đầu tiên A nhỏ, thì ở đây thầy gọi là gốc 1 đi. Gốc 1. Ở bài toán gốc 1 này thì em cứ nhớ cho thầy bản chất nha. Bản chất cụ thể của nó như sau. Thầy cho hình chóp SABC, có SA vuông góc ABC, tam giác ABC không vuông ở B hay là ở C. Nó là cái đặc điểm thôi. Vuông ở A được, nhưng không được vuông ở B và C. Thế đầu bài yêu cầu đó là tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng SBC bằng hỏi chậm. Thế ở đây thì chưa cho số liệu, mà nó chỉ là cái khung chung trong quá trình mình làm bài. Thế thì khi gặp bài này thì thầy sẽ làm gì? Đấy. Thế đầu tiên thầy cứ vẽ hình trước này.
Nét đầu tiên là nét dài nhất và là nét đất. Thầy đã dạy ở những tiết trước rồi. Hình phải có cá tính. Và mọi bài phải vẽ hình giống nhau. Thay vì là mỗi bài mình lại xoay một kiểu. Vẽ theo một phương pháp thôi. Đấy. Chia theo tỷ lệ 7-3. Em đi xuống dưới cho thầy 3 ô. Và đây là hình của mình. Đấy. Thầy rất là hạnh phúc khi mà thầy đi dạy họp lớp của 40 em. Thầy đi từng bàn một. Và cái niềm hạnh phúc của thầy đó là tất cả các bạn trong lớp vẽ hình theo đúng một cách mà nó giống mình. Đấy là một niềm hạnh phúc. Vậy hình phải có cá tính. Chưa làm được bài đâu nhưng hình phải vẽ đúng đã. Theo đây chúng ta có tam giác ABC. Đường cao vẽ thẳng đứng lên trên cho thầy 6 ô hoặc 7 ô. Đấy. 7 ô nếu em thích một anh mét 7. Còn 6 ô nếu em thích một anh mét 6. Nha. Thì em kéo nó xuống. Kéo xuống. S. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng S, B, C. Tính cho thầy. Thế thì tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng S, B, C. Nếu bây giờ thầy là thằng học thuộc định nghĩa thì thầy chỉ dựng một đường, đó là dựng AH. Dựng AH vuông góc với S, B, C. Thì AH là khoảng cách. Thế thầy đúng hay sai hả thầy? Đúng. Chỉ có điều AH trong không gian nó là một cái đường chết. Đường chết có nghĩa là AH không thuộc bất kỳ một tam giác nào. Nếu vậy thì em kẻ đúng nhưng em không tính được. Thế kẻ đúng không tính được thì thà rằng là không kẻ còn hơn. Thế nên định nghĩa chỉ cho chúng ta biết được rằng khoảng cách là đường hạ vuông góc. Còn kẻ như thế nào thì người ta lại không nói. Thế thầy chỉ là người nói cho em cách kẻ như thế nào và nhìn nó ra làm sao thôi. Với thầy bài toán sẽ chia làm 3 bước. Đấy. Bước đầu tiên là bước kẻ đường phụ. Kẻ đường phụ. Và bước kẻ đường phụ này, em nhìn cho thầy. Góc B của thầy không vuông. Góc C của thầy không vuông. Vậy thì thầy xin kẻ 3 đường phụ. Đường đầu tiên đó là mình sẽ kẻ AI vuông góc với BC. AI vuông góc với BC. Thầy xóa cái đường AH đi này. Đường tiếp theo là chúng ta nối Y với đỉnh S. Và đường cuối cùng chúng ta kẻ AH vuông góc với SI. Còn vào bài bước đường phụ này em chỉ cần nêu cho thầy đó là bước 1 kẻ đường phụ, mình kẻ AI vuông góc với BC, AH vuông góc với SI. Thì đây là cái bước kẻ đường phụ. Và đây là kiến thức mới duy nhất của ngày hôm nay. Còn tất cả kiến thức ở dưới đều là kiến thức ở phần trước. Trong đó bước thứ hai em sẽ thấy được rằng thầy tri ân những bạn mà đã hiểu quan hệ vuông góc của thầy. Ở bước thứ hai em phải chứng minh, đó là chứng minh AH vuông góc với SBC. Chứng minh để làm gì hả thầy? Chúng ta chứng minh để thấy được rằng H chính là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng SBC. Và khi em chứng minh được, em được quyền suy ra khoảng cách từ A tới SBC nó chính là cái đường AH. Thì bước đầu tiên là kẻ đường phụ, bước thứ hai là chứng minh, và bước cuối cùng của mình đó là bước tính toán. Vậy bước cuối cùng của mình nó là hãy tính cho thầy AH. Thế mỗi bài số liệu lại khác nhau thì tính toán nó lại khác nhau. Thì bước tính toán tẹo đưa vào bài thầy sẽ nói cụ thể sau. Còn ở đây bài khoảng cách bao giờ thầy cũng đưa về form chung. Đó là kẻ đường phụ, chứng minh vuông góc và tính toán. Chứng minh vuông góc thầy đã dành ra những 3 buổi để chứng minh vuông góc. Và nếu ngày hôm nay bước thứ hai em không hiểu, nhất định phải dừng video của thầy lại. Quay lại xem lại cho thầy chứng minh vuông góc. Rồi hắn quay lại học cái khoảng cách của thầy. Bởi vì bước 2 hôm nay thầy không dạy. Thầy dạy mỗi 2 dòng này thôi. Em kẻ được đường phụ thì em thành công. Thưa thầy, thế còn cái gốc 2 thì nó như thế nào? Thầy cho mình đi vào bài toán gốc 2 trước khi đi vào ứng dụng của bài đầu tiên. Thầy cho mình đi vào bài toán gốc số 2. Sau 2 bài thì mình đi vào ứng dụng của nó. Thầy hứa với em là nếu bài này em hiểu thì bài sau thầy quy hết vào bài ngày hôm nay. Mất có 1 dòng rồi. Tại sao lại như vậy? Thầy cho mình đi vào bài toán gốc số 2. Bài nhỏ. Bài nhỏ.
Chúng ta nói về gốc 2. Gốc 2 cho hình chóp SABC có SA vuông góc ABC. Tam giác ABC vuông tại B. Ở đây là hoặc C. Tính khoảng cách từ A tới SBC. Em thấy cái câu hỏi này nó giống câu hỏi của bài trước thầy ạ. Không, câu hỏi giống nhưng cách kẻ đường phụ thì nó lại khác. Thì ở đây thầy có hình vẽ như sau. Nét đầu tiên là nét dài nhất và là nét đứt. Nguyên tắc thứ nhất, 7,3 đi xuống 3 ô. Vậy thầy kẻ này à. Tự nhiên hình nó sẽ có cái cá tính riêng. SA vuông góc với đáy để 7 đến 6 ô S. Và tự nhiên em ra được cái hình B, C, A. Em nối vào. Em nối vào. Ở đây là tam giác vuông tại B. Nếu vuông tại B thì em để điểm B ở ngoài cho thầy. Chính xác thì để ở trong cũng được thôi. Nhưng nếu vuông ở B, em để điểm B ra ngoài cho thầy. Đấy. Vuông mình đánh dấu vuông góc vào. Vuông. Thế ở đây thì thầy sẽ nói phương pháp một lần. Từ lần sau mình cứ nhìn thấy thế là mình làm theo thôi nhá. Còn bản chất tại sao thì sau này học đến khoảng cách buổi thứ tư thầy sẽ nói tại sao lại làm được như vậy. Thì ở đây chúng ta đi vào dấu đầu tiên. Đó là hãy kể cho mình đường phụ. Thế thì nếu như hình chóp này mà vuông có đáy là tam giác vuông tại B thì em cứ kể như này là ra này. Đấy. Thì đây nó ra là H. Vậy ở đây có một nét thôi. Kẻ AH vuông góc với SB. Nét thôi. Thế bước thứ hai của mình đó là mình biết thừa AH là khoảng cách rồi. Nhưng phải chứng minh chứ. Đấy. Thế để chứng minh thì thầy chứng minh nó như sau. Hãy chứng minh cho thầy AH vuông góc với SBC. Cái công việc chứng minh AH vuông góc với SBC thì video đầu tiên thầy đã giải quyết vấn đề đó rồi. Đấy. Ba bài thầy giải quyết vấn đề chứng minh đường vuông góc với mặt thì chúng ta có rồi. Thì ở đây thầy sẽ không nói lại. Tẹo nữa thầy chỉ trình bày lại thôi. Thế nếu chứng minh xong rồi thì mình suy ra khoảng cách từ A tới SBC ở đây nó bằng AH. Đấy. Thế khi chứng minh xong thì mình phải tính toán chứ. Tính cho thầy AH. Em với thầy thì để tính AH thì thường thường thầy sẽ suy nghĩ điều gì? Mỗi bài dữ kiện khác nhau thì thầy có cái cách gì đấy mà tính toán mình tính được nhanh không? Thì nói thật với em là có. Thì ở đây thầy sẽ chú ý một chút ở bước thứ 3. Đó là làm thế nào để tính được cái đường AH nó nhanh. Thì đây là cái cách thầy tính. Thì đây là cái chú ý một chút. Làm sao để tính được AH nhanh? AH thực tế nó là một đoạn thẳng. Thế thì trong hình học mà nói, đa số tất cả đều quy về bài toán tính cho tôi một đoạn thẳng. Thế thì để tính một đoạn thẳng thì thầy nhìn đoạn thẳng đó trong một tam giác vuông. Bình cùng mới là tam giác thường. Thế ở đây thầy mặc định đó là nếu tính AH thì hãy nhìn AH trong một mối quan hệ tam giác vuông. Đấy. Ví dụ ở bài này nếu như thầy muốn tính AH thầy sẽ nhìn tam giác SAB vuông tại A. Thế thì thầy đưa nó vào một cái tam giác vuông rồi thì thầy lại nhìn tiếp, đó là bài cho góc hay bài cho cạnh. Nếu bài cho dữ kiện cạnh thì chúng ta sẽ đưa về định lý Pythagore. Còn nếu vào đầu bài cho dữ kiện góc thì đa số bài đó chúng ta sẽ dùng lượng ra. Còn cái sơ đồ này, cái tư duy này và cái định nghĩa về khoảng cách của ngày hôm nay nó đi vào bài tập như thế nào, thầy trò mình sẽ đi vào bài đầu tiên để thầy lồng những bài toán gốc vào những cái khối hình mới và những cái dữ kiện mới tính toán AH một cách cụ thể. Thầy trò mình đi vào bài đầu tiên. Thầy trò mình sẽ đi vào bài đầu tiên để ứng dụng gốc 1 và gốc 2 để xem khi có dữ kiện, khi trình bày thì câu chuyện của thầy nó đi về đâu. Thầy cho bài đầu tiên với hình chóp SABC của SA vuông góc với đáy.
đáy của thầy là tam giác đều cạnh bằng a. Góc SBC thì bằng 60 độ. Hãy tính khoảng cách từ A tới SBC. Thầy cho mình tiến hành vẽ hình như sau. Nét đầu tiên của thầy là nét dài nhất và là nét đứt. Thầy sổ xuống 3 ô này. Thầy kéo dài. SA vuông góc bị đáy. SA vuông góc bị đáy. S này. A này. B này. C này. Thì nối lại. Nối lại. Vậy thì ở đây cạnh của thầy bằng A này. Góc này vuông này. Cạnh này bằng A. Góc này đầu bài cho 60 độ. Tính khoảng cách từ A đến S, B, C. Thì khi đọc cái bài này lên thì thầy nghĩ cái gì? Thì đây là những cái gì mà thầy nghĩ? Thầy nghĩ gì? Khoảng cách từ A tới S, B, C. Thì S là đỉnh thì thầy không nhìn. Nếu S là đỉnh thầy không nhìn thì ở đây thầy có tam giác ABC. Thì trong tam giác ABC thì thứ nhất là điểm A là điểm tính khoảng cách rồi. Thì thầy không nhìn điểm A. Lúc đó thầy nhìn B và C. Và thầy tự hỏi. Góc BC có vuông không? Đấy. Góc BC ở đây có vuông không? Không vuông. Góc B và góc C thì đều bằng 60 độ. Và góc BC nó không vuông. Và chính vì góc BC nó không vuông nên bài này là bài toán góc 1. Đấy. BC ở đây là không vuông. Không vuông thì đây là bài toán 1. Mà bài toán 1 là bài toán chúng ta sẽ kể AI vuông góc với BC. Thì ở đây thầy sẽ kể AI vuông góc với BC. Đấy. Và AH vuông góc với SD. AH vuông góc với SD. Vậy thì đây là bài toán góc 1. Vì ở đây B và C của thầy nó không vuông. Và thầy trình bày bài toán nó như sau. Bước đầu tiên của thầy nó là chúng ta sẽ kẻ đường phụ trước. Thế lời giải của thầy nó như sau. Đầu tiên thầy sẽ kẻ đường phụ trước, đó là kẻ AH. AI vuông góc với BC và AH vuông góc với SI. Tiếp theo bước thứ hai. Bước thứ hai đó là bước mà thầy phải chứng minh cái AH này này vuông góc với SBC. Mà để chứng minh thầy có thứ nhất ở đây là AH đã vuông góc với SI rồi. Mà ở đây thì BC thì lại vuông góc với AI. BC thì vuông góc với SA. Và nói chung ở bước thứ hai thì em xem lại video trước. Những video trước thầy đã chứng minh những cái bài y hệt như này rồi. Hôm nay thầy chỉ lồng cái bài toán đó vào cái bài khoảng cách của thầy mà thôi. Hôm nay nếu như em giải thích được tại sao thầy kể được 3 đường phụ như này thì em thành công và thầy cũng thành công. Ở đây thì thầy suy ra ngay đó là BC vuông góc với SAI. Và điều quan trọng đó là AH nằm trên SAI. Vậy thì từ đây suy ra BC vuông góc với AH. Điều này điều 2. Từ 1 và 2 suy ra AH vuông góc với SBC. Mà AH vuông góc với SBC thì khoảng cách từ A đến cái mặt phẳng đấy chính là cái đoạn AH. Thì từ đây thầy suy ra khoảng cách từ A đến SBC chính là AH. Bước này là bước kẻ đường phụ. Bước này là bước chứng minh rằng cái đường đó của thầy là đúng. Và bước cuối là bước tính AH. Để tính AH, thầy sẽ ném AH vào một tam giác vuông. Và tam giác vuông mà thầy chọn ở đây nó là tam giác S này, A này, I này. Trong đó đáy là tam giác đều. Cạnh này bằng A thì cạnh này bằng A trên 2. Thầy Pythagore thầy tính được AI. AI của thầy là A căn 3 trên 2. Cạnh này bằng A này. Cạnh này bằng A, góc này 60 độ. Thì ở đây thầy tính ra được SA. A nhân tan góc 60 độ. Thế ở đây em sẽ tự tính. SA của thầy nó bằng A căn 3. Thế ở đây cái cạnh này biết, thì thầy sẽ tính được AH
bằng cái công thức hệ tương lượng trong tam giác vuông. Đó là thì xét tam giác SAI vuông tại A. Thì khi đó thầy sẽ có 1 trên AH bình bằng 1 trên AI bình cộng 1 trên AS bình bằng AI bình. A căn 3 trên 2 mà bình phương lên thì nó bằng 3A trên 4, nghịch đảo lên số 4 lên trên tử. Thế thì thầy bình phương lên thì bằng 4 này, 3A bình cộng với 1 trên AS bình thì bằng 3A bình. Vậy 4 với 1 là 5, 5 trên 3A bình. Vậy thầy nghịch đảo thầy lấy căn thì ở đây thầy tương đương AH của thầy nó bằng A căn 3 trên căn 5. Và khi thầy ra được AH rồi thì em đừng quên cái câu kết luận, đó là vậy khoảng cách từ A tới SBC chính là bằng A căn 3 trên căn 5. Và thầy đã ứng dụng bài toán đầu tiên vào cái bài cụ thể. Và cách trình bày nó là em hiểu cho thầy dòng đầu tiên thôi. Sống này em không hiểu đọc lại chuyên đề trước. Và đừng nghe bài của thầy. Còn tính toán thì mỗi bài một khác. Để tính toán AH hay ném AH vào một tam giác vuông, vận dụng Pythagore hoặc các công thức trong tam giác vuông, em sẽ có điều cần tìm. Thầy cho mình chuyển sang bài số 2. Thầy cho mình đi vào bài số 2 để mô tả khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Thầy cho đáy là hình vuông. Đấy. Và thầy cho thêm là SBA bằng 60 độ. Tính khoảng cách từ A tới SBC. Câu hỏi vẫn là như vậy. Khối hình nó khác. Và thầy muốn em biết được rằng tất cả các bài thì đều giống nhau thôi. Thế thầy thử xem cái bài ngày hôm nay thì nó đi về đâu. Nếu như bài 1 nó là 3 đường phụ rồi, thế thì ở bài này có bao nhiêu đường phụ? Thầy tiến hành vẽ hình đầu tiên. Nét đầu tiên là nét dài nhất và là nét đứt. Đường bên cạnh em sẽ kéo chéo một chút thì hình nó sẽ rất là đẹp. Thầy phải chéo một chút để 3 ô đi. Vẽ chéo một chút. Vẽ chéo một chút. Và đây là A, B, C, D. Em nào vuông góc về này. Đấy. Thầy vẽ SB, SC và SD. Em nào vuông góc về đáy này. BSA thì bằng 60 độ. 60 độ. Đấy thì là hình vuông cạnh bằng A. Hãy tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng SABC. Thế thì khi tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng SBC thì thầy làm nghĩ gì? Ở đây là những gì thầy nghĩ? Khoảng cách từ A tới SBC. S là đỉnh bỏ đi. Tam giác ABC thì đỉnh A thì nó là điểm cần tính khoảng cách. Em bỏ đi. Nhìn vào đây BC thôi. Khi nhìn vào BC thì em trả lời cho thầy câu hỏi, đó là BC có vuông không? Thầy ơi, B vuông, C cũng vuông thầy ạ. C không vuông đâu em. Nhìn tổng thể cả đáy thì C vuông. Nhưng nếu chị nhìn tam giác ABC thôi thì C không vuông. Ở đây chỉ có B vuông. Đấy. Vậy đây thầy trả lời là B của thầy vuông. Mà B của thầy vuông thì đây là bài toán 2. Đấy. B của thầy vuông thì đây là bài toán 2. Mà nếu đây là bài toán 2, nếu đây là bài toán 2 thì mình chỉ việc kẻ một đường phụ duy nhất. Đấy. Vuông ở C thì kẻ vuông góc với SC. Nhưng nếu nó vuông ở B thì công việc của thầy đó là thầy kẻ vuông góc với SB. Góc này 60 độ. Nếu góc này 60 độ, góc này 30 độ. Nếu thế thì đường đi nó sẽ như này. Cái AH vuông góc với SB. Và AH của thầy chính là khoảng cách. Bước đầu tiên kẻ đường phụ. Thầy ra. Cái AH vuông góc với SB. Bước đầu tiên là kẻ đường phụ.
Bước thứ hai là chứng minh rằng AH chính là khoảng cách bằng cách chứng minh AH vuông góc với SBC. Công việc này thì em làm trước thầy. Thì ở đây thầy chứng minh nhanh. Thế thầy sẽ có ở đây là BC vuông góc với AB. BC vuông góc với SA. Vậy thì BC vuông góc với SAB. AH thì lại nằm trên SAB. Vậy thì đây suy ra BC vuông góc với AH. Điều 2, điều 1. Từ đó thì thầy thấy được rằng là từ 1 và 2 thầy suy ra AH vuông góc với SBC. Em ơi thầy, AH vuông góc với SBC thì thầy có cái điều gì? Cái điều thầy có ở đây đó là thầy khẳng định một điều. AH chính là khoảng cách. Vậy thì từ đây thầy suy ra đó là khoảng cách từ A tới SBC nó chính là bằng AH. Mà nếu như thầy có điều đó thì mình có ý thứ hai, đó là tính AH. Tính AH. Thế thì để tính AH, em nhìn cho thầy cái tam giác là tam giác SAB. Vì nó là tam giác vuông. Thế thì ở tam giác này thầy có một vài dữ kiện như sau. Dài dạ. Góc này thầy 60 độ. AH này. S này. A này. B này. AB của thầy thì bằng A. Cạnh này biết, góc này biết. Đối chia kề ở đầu cạnh này biết, góc này biết. Nếu thế thì ở đây chúng ta tính được SA. Thầy tính ra được SA. Thế thì tan của góc 60 thì bằng cạnh này chia cạnh này. Thì nếu mình muốn tính SA thì bằng A trên căn 3. SA ở đây bằng A chia căn 3. Cạnh AB ở đây của thầy thì nó bằng A. Thế thì AH mà muốn tính thì thầy có như sau. Thế đây thầy sẽ xét tam giác SAB vuông tại A. Thì mình sẽ có 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AS bình. AB bình thì ở đây là A bình thôi. Tuy nhiên 1 trên AS bình khi bình phương lên thì bằng A bình trên 3. Nghịch đảo lên. Nghịch đảo lên thì ở đây thầy có 3 chia cho A bình. Vậy thì đến đây thầy tương đương và thầy nói rằng AH của thầy bằng A trên 2. Với AH bằng A trên 2 thì em còn một câu kết luận nữa. Vậy khoảng cách từ A tới S, B, C bằng A trên 2. Đấy. Thế thì chỉ bằng hai bài thôi thầy vừa mô tả xong khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Tuy nhiên để bài toán nó được sâu hơn, cẩn thận hơn thì em được quyền chép bài số 3. Sau đó em tự làm ra kết quả. Sau đó chúng ta sẽ đi vào những bài toán khác sau. Thầy cho mình chuyển sang bài số 3. Thầy cho mình cùng làm bài số 3. Em hãy chép đầu bài. Sau đó dừng video lại. Hãy thử tự làm trước. Sau đó so sánh kết quả với thầy. Ở bài này thầy chỉ tư duy cách nghĩ thôi, đưa đáp án và em phải tự làm giúp thầy. Đáy của thầy cho là hình chữ nhật SA vuông góc với đáy. Tính ba khoảng cách mà thầy cho trên bảng. Ở đây thầy có một vài ý như sau. Cho hình chóp SABCD với đáy là hình chữ nhật. Đáy là hình chữ nhật. Đấy. SA vuông góc với đáy. SA vuông góc với đáy. Sau đó chúng ta có SB, C, D. SC, SD, đấy. A. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng SBC. A tới SBC. Thế thì ý A thầy nghĩ cái điều gì? Khoảng cách từ A tới SBC. S là đỉnh rồi. Vậy tam giác ABC. A ở đây thầy không nhìn, thầy nhìn BC. Thế khi thầy nhìn BC thầy quan sát thấy được rằng B vuông. B vuông thì bài này là bài toán 2.
Nếu b vuông thì bài này là bài toán 2. Thầy cho mình chỉ làm một động tác duy nhất. Cạnh này bằng 2a. Cạnh này bằng 4a. Pythagore thì cạnh này bằng 2a căn 3. Cạnh này ngắn hơn cạnh này. Chỗ này của thầy là vuông. Nếu vuông thì mình kẻ một đường phụ duy nhất. AH vuông góc với SB. Và đây là đáp án của IA. Vì sao hả thầy? Vì đây là bài toán 2. Tính khoảng cách từ A tới S, B, D. Thì ở đây thầy thấy được một điều rất là hay. Tính khoảng cách từ A tới S, B, D. Thì S ở đây nó là đỉnh. S nó là đỉnh thì ở đây thầy thấy được rằng chỉ có một cái tam giác, nó là tam giác A, B, D. Trong tam giác ABD thì điểm A là điểm tính khoảng cách rồi. Vậy thì thầy không nhìn điểm A nữa. Thế nếu thầy không nhìn điểm A nữa thì thầy nhìn điểm B và D. B và D có vuông không? Nếu nhìn cả đáy thì B và D có vuông. Nhưng nếu chỉ nhìn tam giác ABD thôi thì BD không vuông. BD của thầy nó không vuông. Mà nếu BD mà không vuông, vậy thì trả lời ở đây là BD thứ nhất là không vuông. Không vuông thì bài này vẽ theo bài toán 1. Vẽ theo bài toán 1 có nghĩa là ở đây thầy sẽ kẻ 3 đường. Đường đầu tiên đó là AI vuông góc với BD. AI vuông góc với BD. Và AK vuông góc với SI. Đấy. AK vuông góc với SI. AK. Cạnh này ngắn, cạnh này dài, thế K có thể ở đây. AK vuông góc với SI. Và AK ở đây của thầy là đáp án của IB. IC của thầy thì tương tự. C. Tính khoảng cách từ A tới S. S, CD. Tính khoảng cách từ A tới S, C, D thì câu này hoàn toàn giống câu A. Đỉnh D của thầy là góc vuông. Vậy em chỉ cần kẻ A E vuông góc với SD thì AE của mình chính là khoảng cách từ A tới SCD. Và lời cuối cùng thầy muốn nhắn gửi đó là tất cả những bài khoảng cách nó đều quy về bài toán gốc 1 và bài toán gốc 2 của thầy. Và để chứng minh điều đó, thầy trò mình sẽ gặp nhau ở bài toán khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng ở phần tiếp theo. Chào các em và chúc các em học tốt phần khoảng cách của thầy.